Tôi vừa qua chóc vô chặt hết luôn. Đấy, nắm đầu con này nè. Chích con này trước. Một xiên. Trời, hết anti rồi. Trời ơi, 900 vàng. Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của Bingo nha. Ok, thì trận này mình sẽ chơi ban thêm nha các bạn. Đấy, là chơi ban thăm với lại cái ngọc mới là cái ngọc cường lực. Có rất là nhiều anh em comment nha, kêu mình làm cái giáo án này nè. Để mình support kiếm chuối cái nhà coi. Kiếm bậy là cái chiếc công đầu xương xương. Đấy, 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 đấy. Đúng nè. Ây dạ, không tới. Ờ, men, tưởng đâu không có ra, ngờ ra luôn. Năng chiêu 1 thì cũng hơi khó bạn. Phải năng chiêu 2 thì dễ hơn. Ít nhất cũng có thể lấy được cái tốc biến. Thôi kìa, về xong rừng tiếp thôi. Đã áp lực vậy thôi, cũng gọi là giúp boss mình thắng được các bạn. Thì ra tôi cổ vũ thôi chứ tôi có làm gì đâu. Thì con ban thăm này là tại sao lại mang ngọc cường lực. Thì cái ngọc cường lực này nói chung thì nó cũng khá là giống ngọc thợ săn thủy quái các bạn. Thì ban thăm trước đây mình chơi mang thợ săn thủy quái thì anh em biết rồi đó, là nó cũng khỏe. Thì giờ thành cái ngọc này thì nó cũng khác gì đâu, đúng không? Nó như là cái thợ săn thủy quái thôi. À, bởi vậy thì khi mà anh em lên á, rồi các bạn có được 5 điểm nội tại á, bạn cái chiêu 2 nè, xài chiêu 2 vô xe xẹt nó 5 phát liền. Đấy, vậy là nó sẽ gọi là 3 phát chứ lộn. À, nó sẽ kích hoạt được luôn cái ngọc cường lực ha. Rồi cầu băng trụ tương ác. Ôi giời, chơi hộp luôn. Đây, lụm này luôn. Rồi chạy chạy nè. Chạy nè. Xuyên vô cái đầu xong biến về luôn. Vậy cho nó ngầu các bạn, đổi mạng luôn. Về cho nó lẹ. Đây còn cua nè. Thì nói chung con ba này là nó khỏe ở đầu trận rất là nhiều các bạn. Đấy. Rồi tôi xài lộn mất tiêu cái chiêu 1 rồi, mất luôn cái cường hóa rồi. Ngao người chứ. Tưởng ra nó mới 4 vạch chứ. Cái pha này cường hóa chọi chiêu 1 cái là đi rồi. Thôi kệ, mất thêm xíu thời gian thôi. Nè, giờ tôi xiên thì vẫn đi nữa không. Mới hơi cồng kềnh xíu. Đấy, về ăn nấu con cua ha. Thì để mà kiểu gọi là vận hành tối ưu được cái kiểu của con ban mà lên thợ săn hoặc là lên cái cường lực này nè, thì anh em lên cái kiểu đồ là si vong này kia đó bạn. À, lên Mayumu xong rồi lên si vong được các thứ, xong rồi lên một vài món chí mạng đấy, thì nó khi mà nó vô nó sẽ xẹt 3 phát đó, thì nó sẽ gây đam rất là kinh luôn các bạn. Đấy, đam dồn hơi bị nhiều luôn. Cướp mất tiêu người đá rồi nè, cay nhỉ. Qua rừng có gì không? Đứng đây chờ cặp boss bạn di chuyển ra kìa. Kìa ông support tôi tới luôn nè. Cặp boss bạn đang di chuyển ra nè. À, support. Ê. À. AD đâu nhỉ? Mà AD đang AFK luôn à? À đây. Chạy đi đâu khỏi. Không muốn công rình rập mấy bạn. À, nhưng mà được có cái hỗ trợ này, quan trụ luôn, tăng đi ông, đánh á, ok, lượm, xin một cái, đấy, băng trụ mà có mấy con tăng như là con bò này thì nó quá là đơn giản các bạn, vừa tăng mà vừa khống chế nữa thì quan trụ là easy, bào nốt cái trụ luôn, trận trận này là cặp boss bạn nát bét không, thì các bạn thấy từ cái pha đầu trận này cặp boss bạn thọt luôn mà. Thì cái pha đầu á ra kiểu áp lực nhẹ vậy thôi là con AD bên kia nó phải lui về. Rồi nó lui về thì nó sẽ mất cái thế lính mấy bạn. Nó mất thế lính, mất nhiều thứ lắm nha. Phải ôm ôm trụ thơm lính này kia rất là khó mà. Đó, cho nên bây giờ kiểu thua len luôn. Chứ thật ra cái cặp boss bạn cũng đâu có quá yếu đâu. Đấy, chắc tướng thì nó cũng xem nha thôi. Nè, đáp xuống nè. Trời, mang xong luôn rồi. Thôi đáp đi farm rừng luôn chứ sao. Đợi ăn con cua nè. Ấy, mới thấy. À, phải đâm nha. Ăn cua trước mặt để tí xíu kiểm soát được cái tầm nhìn ở cái khu vực rồng nè. Đấy. Cái giai đoạn này thì các bạn chưa thấy cái sự lợi hại của cái ngọc cường lực đâu. À, phải tầm có 1-2 món đồ nha. À, tại vì cái ngọc này á, thì nó mình cảm giác là nó ít đam hơn cái ngọc thời săn thủy quái trước đây.
Thợ săn thú quái chỉ đây nhiều đam hơn, nhưng mà thợ săn thì nó chỉ gây 3 lần là thôi, còn cái này thì nó sau khi nó gây kiểu nó gây sát thương lần đầu ha, là những cái giây tiếp theo á, khi bạn gây sát thương lên người chiến địch thì tức địch sẽ bị nhận thêm sát thương nữa, với lại những cái đòn đánh của bạn nó sẽ gây thêm sát chuẩn nữa. Thì nói chung thì cái đam dồn thì chắc chắn là nó sẽ không có dồn nhanh bằng cái thợ săn thủy quái trước đây rồi, nhưng mà bù lại là sát thương sau đó sẽ rất là nhiều các bạn. Mình nghĩ là nó sẽ hơn chứ, hơn cái ngọc thợ săn thủy quái đấy. Bây giờ thì con ban của mình để thử test cho coi nó có ok hay không ha. Cơ bản thì con ban này cái sát thương đã quá nhiều rồi, nó đã quá nhiều rồi, cho nên là lên chỗ nào thì cũng được hết, cũng không có chênh lệch gì nữa. Okay. Khi nó nhìn chiến đó nha. Lụm luôn nè. Ôi khó, ai cóc này nó điên điên dữ ta. Trông sấy đẹp dữ ạ. À. Samira tinh võ sư này phải gọi là đẹp thiệt các bạn. Mấy hôm nay gặp suốt luôn nha, mấy hôm nay mà ông nào mà chơi Samira là xác định là auto là xài cái skin tinh võ sư các bạn. Quá đẹp luôn mà. Cái skin mình nghĩ là cái skin gọi là đắt hàng nhất cái đợt này rồi. Bạn này nghe mùi hơi căng căng là ai chóc bên kia nó đang 6-0 các bạn. Quá giật. Cấp xanh nhìn hơi kinh. Nhưng bạn theo cover nó thêm quỷ Lulu búp cái khổng lồ hóa nữa thì nghe nó hơi đáng sợ các bạn. Thì tìm bạn combat khá mạnh nha. Thì bạn combat tổng hơi bị thế giới luôn á. Cóc Volibear nè, với lại thêm con Samira, Lulu các thứ nè. Các kinh, nó nữa chạy làm nữa kìa sao. À, con cái kịch bản làm hoài nữa. Cô vơi con ai cóc vô chặt hết luôn. Đấy, nắm đầu con này nè. Chụp con này trước, một xiên. Trời, hết anti rồi. Trời ơi, 900 vàng. Tuyệt vời. Tôi là tôi rình rình, mê mê lụm con ai cóc thôi. Con ai cóc mà nó không có chiêu cuối thì nói chung là nó cũng là dễ 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 nhai các bạn. Cũng không có khó nhai mấy, nhưng mà các bạn để ý đi là nhìn cái lượng tiền đó chứ không hẳn nhìn cái mạng đâu đó. Bây giờ mình hơi ngỏng bao nhiêu, gần 2.000 vàng nha các bạn, trong khi là ổng gọi là ổng hơn mình một mạng nhưng mình hơi ngỏng tới 2.000 vàng đấy. Tại nãy mình ăn giáp trụ với lại cái tiền sách đao nữa đấy, bởi vì xanh cũng phải đi đôi với lại là cái khả năng giữ mạng các bạn. Chứ xanh quá rồi xong để bị sách đao là đối phương chắc chắn sẽ nhiều tiền hơn bạn, đảm bảo luôn. Ví dụ các bạn đang 8-0, cao bên kia ổng chỉ gọi là 1-0 đi, ổng ăn bạn một cái là có thể ổng ngang tiền bạn luôn đấy. Sách đao một cái 1.000 vàng, mà 1.000 vàng là tương đương là hơn 3 mạng nha các bạn, hơn 3 mạng gọi là 3 mạng ấy đó nha, 3 mạng bình thường đó nha. Còn ví dụ mình ăn mấy con phế thì có 1-200 vàng thì thôi khỏi nói. Ai chóc me me nè, trời ơi. Ai chóc gặp tôi là cũng phải xách giò chạy nha các bạn. Men ban thông này hơi bị chiến thần. Ông trùm phóng lợn mà không biết à. Biệt danh của Bingo gọi là chúa tệ phóng lợn. Gặp mấy con này là như mấy con lợn. Phóng hết. Hứa gì chịu nổi. Anh em ơi, còn thích mình làm video những gì tướng nào nữa thì hãy cứ comment phía dưới nha. Và đừng quên là bấm cho Bingo một like, một đăng ký nha các bạn. Đấy, người ta này thì cũng khá là nhiều cái hay ho đó. Anh em cứ comment đi. Đó, ông anh này bữa trước anh em mới comment là mình thấy nhiều comment quá mình mới làm nha. Nói chung anh em cứ nhiều người comment là mình sẽ làm thôi. Hoặc là comment nào mà kiểu nhiều người thích, nhiều người like này kia mình sẽ ưu tiên làm trước các bạn. Kiểu vậy. Đầu đoạn đàn. Quá nhiều sát thương luôn. Cái ngọc cường lực này nói chung là cũng ổn áp rồi bạn. Nhưng mà cảm nhận của mình là cái đam nó dồn không kinh lắm nha. Không kinh như là phải săn. Cấp nhiều chặt cũng đi ra như thiệt. Nó còn khổng lồ hóa hoài luôn ta. Khó chịu. Thôi lừa bạn này. À, có ngọn thông tới nè. À, nó lùi mình cũng lùi luôn. À, tìm bạn cơ bắp khỏe quá à. Cái cover theo ai góc rồi. Kiểu ai chóc nó mạnh rồi nó dễ cân lắm rồi. Nó mạnh rồi vô dễ cân 3 cân 4 lắm. Còn ban mình là nó theo cái thiên hướng bắt lẻ các bạn. Cái cơ bản cái chất tướng nó là vậy.
Nhưng mà nếu solo 1-1 không nha. Bây giờ nếu solo 1-1 thôi là ông A cấp này đội đam không có lại mình. Để mình một combo là đảm bảo là ông bay nào này, một combo một. Nhưng mà ông có team thì hơi khó. Thì con quỷ ban thêm này là chủ yếu là bắt lẻ thôi. Mấy máu giấy gặp tôi thì tới công chuyện liền. Ông A cấp này ông chơi ông full đam rồi nên cũng khá giấy. Nhưng bây giờ sau thì ông này mình nghĩ chắc sẽ lên đồ thủ xíu. Ôi, mở luôn kìa. Góc này xấu quá anh em ơi. Vô góc hẹp mà cháu nó chặt chết hết luôn. Quỷ Samira xoáy nữa chứ. Đây nè. Rồi. Xoáy nữa đi. Chặt. Quay, quay. Ôi ôi, múa nữa đi. Vậy múa nữa đi. Rồi, con ai tróc này. Bây giờ múa hộ nè. Chạy. Trời, sao nó đáp lâu dữ vậy nè. À, đến đây. Trời, tôi nói rồi, cái ông này solo vòng 1 không có cửa. No door. Các con ghi gớm chứ gặp Bingo rồi là gặp phóng lợn của Bingo thì cũng phải tắt điện các bạn. Xuyên hơi bị thấm luôn á chứ. Một combo à. Bây giờ combo đúng thì phải tích được 5 nội tại nha. 5 nội tại xong vô xe xe kích được cái ngọc thợ săn. Ở dưới lòng kích được cái ngọc cường lực. Xong rồi bắt đầu mình xuyên chiêu 1, mình chiêu 3, mình đánh thường. Đó là tất cả những cái chiêu sau đó thì nó sẽ gây thêm, gọi là tăng thêm đam lên người đối phương. Đấy, như vậy là kiểu cái đam nó sẽ được giống như kiểu được bóp rồi bạn. Chứ không hẳn chỉ đơn giản là nổ đam một cái lần đầu tiên khi mình đánh 3 phát đâu nha. Đó, bởi cái lợi hại của ngọc cường lực nó là vậy đó. Đó, nó phù hợp với những gì tướng mà kiểu có nhiều chiêu á, với lại cái chiêu mà có khả năng đánh liên tục nhiều phát á. Dễ xì được không ta? À, mình thấy Jesse không cũng được nhưng mà không hợp lắm. Jesse kiểu cầm một là đồng phủ đầu, hai là chinh phục thì nó sẽ ok. Chứ cầm ngọc này nghe nó sai sai. Jesse mà nếu là full dam thì đồng phủ đầu vẫn là ngon nhất các bạn. Kiểu hách tiền là cái thứ. Lắm. Trời ơi. Trời ơi, quá nhanh quá nguy hiểm mấy bạn. Xe xẹt ba cái, chưa kịp chiêu một nữa mất tiêu. Chừng cũng khá là ổn áp này bạn. Coi còn ai ra chết không. Tôi rất là sợ con ai tróc mấy bạn. Gồm gồm vô một cái ha, là ba quy là lên đường hết. Bắt lẻ thôi. Mình mạnh cái nào thì mình chơi cái đó các bạn. Bắt lẻ mạnh thì mắc gì mình lại đi combat đúng không? Đó, nó, nó, A cấp nè. A cấp có mình hổ báo hả? Vô là mất màu liền. Mình đừng có dội, team bạn tự gãy à, tự đưa đầu ra à. Đấy, biết team bạn mạnh thì không đánh combat à, mạnh combat thì không đánh combat mà thay vì đó là bắt lẻ các bạn. Bắt từng đứa màu hết. Đấy. A cấp này kiểu hơi dội. Bạn biết tại sao pha này thua không? Tại vì ngay từ đầu là Lulu chết rồi. Đâu có ai búp khổng lồ hóa cho A tróc đâu. Sợ là sợ A tróc mà kiểu vừa có anh tim mà vừa có khổng lồ hóa thôi. Vô nó chặt như điên luôn. Lượm được con Lulu thì đâu có sợ nữa. Bởi vì nhiều khi anh em đánh cũng phải hiểu rõ cái chất tướng mà mình đang đánh nha. Chứ không phải là kiểu cứ nghĩ xanh là mạnh đâu, chứ không hẳn đâu. Game kiểu game chiến thực mà các bạn. Mình xanh nhưng mà vẫn gọi là vẫn có người khắc chế được mình. Đó, núi này cao có núi khác cao hơn đấy. Ba này cũng vậy. Ba này thì nó thiên về bắt lẻ cho nên anh em hạn chế cơm bát tổng. Nếu mà không ăn được á, mà kiểu ngang ngang nhau hạn chế cơm bát tổng. Tại vì nó khó mình lao vô giữa 5 người để mà bắt người đó mấy bạn, khó. Bởi con này led nó cũng yếu á, tại vì led đa phần là người ta đi chung không à, đi 5 năm không à. Bây giờ chắc chắc nữa. Trời ơi. Anh có mình đang lao lên như thiệt. Gãy liền không. Samira này xoáy cũng kinh. Đó. Tan vỡ liền. Trời ơi, đây tôi bắn kìa. Chất lượng thiệt. AD cũng khỏe. Mày pha này chắc là chưa win được. Hơi khó trị cái nhà này nó vẫn còn lá trắng nè. Được không? Chin đi phá nhà phá hơi bị lâu. Có 4 viên à. Chưa hết được cái giáp trụ nữa. Thôi.
Ui bắn đào thế. Thật nguy hiểm quá anh em. Tụi bà vô lỡ tôi chết một cái này có vấn đề xảy ra liền. Thì cũng tham cho nó cứu này nha. A chóc nè. Ây dạ. Đọc thế. Trời ơi thốn liền. Đọc biến này chắc kìa thôi. À quên liền. Ba đường siêu cấp rồi. Ok quên. Thì cái giáo án ban thông cường lực của mình đã thực hiện rồi nha. Anh em còn thích mình làm thêm những giáo án này nữa thì hãy cứ comment phía dưới nha anh em ơi. Và đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.